Xin chào các bạn đã tới với vlog của Két Mùa Hè. Hôm nay là nhân việc thằng Tuấn á, thằng chuột á, chuột thám thét á, nó bị đánh mất ẻm, cho nên là tụi tôi dẫn đi chơi cho nó vui nè. Mà nhìn nó nè mọi người, nó bị chàng miếng ra. Ôi tỉnh rồi, chơi nhạc là bao nhiêu con gái nó theo mà sao chỉ vì một con nhỏ mà mày buồn vậy mày? Im coi. Cười còn những nỗi.